Bạn nào có quan điểm rằng quân đội Việt Nam ngày xưa chỉ toàn đóng khố bắn cung tên, dứt và dơ dẫn thì bỏ ngay nha. Xin nói thêm, súng trường của Việt Nam, súng giao chỉ, được tuồn qua Trung Quốc khi nhà Hậu Mạc giao chiến với hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam. Nhà Minh lẫn nhà Thanh vô cùng ưa chuộng và trang bị ngay cho quân đội của họ. Trong thế kỷ 17, đặc biệt là những người châu Âu được chứng kiến trình diễn phân tranh trực tiếp, đánh giá rất cao Chelsea Aquebus. Nhà Minh thậm chí còn khen là loại súng hàng đầu thế giới, vượt qua cả súng Thổ Nhĩ Kỳ của đế quốc Ottoman. Một phát bắn của súng giao chỉ có độ chính xác đến khó tin, đủ để xuyên thủng vài lớp giáp, dư sức sâu táo từ 2 đến 5 bạn trẻ mà lại phát ra âm thanh rất là êm tai.